Hôm nay đi ăn đám cưới của đồng bào Mông ở đây quá. Ăn cố đi trước, lội nước theo sau. Thịt lên chưa? Thịt lên chưa? Thôi, ăn xong rồi. Phải không? Thế không uống rượu à? Đi uống rượu lên. Tí hai về uống rượu sau này. Tí đi chưa? Đi chưa? Đi ăn cố của đồng bào Mông nơi đây đấy. Dân Mông đang tụ tập ở quán này. Tôi đang cùng một số anh chị em đây đang đi ăn cưới nhà người Mông. Xem hôm nay họ có món gì nhiều nhá, và có dâu chú rể làm sao nhá. Hôm nay là ngày trời đẹp, không mưa cũng không nắng. Bí thư thanh niên sao mà ăn nhanh nhé. Thế này, đi tiếp là đi ăn thịt quay phim đi. Rồi, cô gái mặc váy Mông này. Này, mọi người đang đi ăn cỗ về rồi. Anh Xanh đi ăn về rồi á? Thịt ngon không? Mùa mưa đường miền núi thì bẩn đó. Ấy da, ấy da, ấy da. Từ từ vào. Xe đây. À đây. Ăn thịt ngon không anh? Ăn thịt về rồi á? Nhìn suối bên nhà rất thơ mộng nha. Ồ, mưa nhiều nên nước vẫn trong nha. Đây, tiếp dưới đấy. Người đang chờ đám cưới đấy. Dưới kia là nhà đám cưới đấy. Dưới nhà chẳng có chỗ ngồi à? Anh Cấp ơi, ngồi gần nhau đây.
mang về trong con đây. Rồi con sao đi. Cơm nhanh Cường. Cơm chưa em? Cơm nhanh. Làm bếp à? Làm bếp à? Làm siêu đầu bếp á? Làm siêu đầu bếp à? Cho lên TV nhá. Chén đi nè. Ô anh vừa uống sao mà. Gì tôi được. Biết em mấy chén rồi. Khổ một lần thôi nhé. Ơi. Ai đó. Thank you, thank you. Cũng bảo là tiếp khách à. Vừa tiếp khách vừa hộ. Đông nghe nhỉ, chả thấy chú rể cô dâu đâu đây. Cô dâu chú rể đâu đấy. Chú rể không có biết đâu. Đi luôn, kín nè, thôi. À, chủ nhà đi mời rượu á. Nhiều ly, xong rồi mâm này là đông người nữa. Đăng lên YouTube là đăng trên mâm người à? Đi được chưa? Đúng rồi, đây là một cái. Đang chụp đường à? Chụp đường.
đi trước. Ăn chưa? Chưa. Dọn mâm. Em giúp đi. Cái gì? Về, cho đi em về ngồi với chị đi. Ngồi à? Ngồi chị đã. Có mềm mềm không? Chưa nha. Cho mấy đứa này ăn trước đi. Chúc mừng hạnh phúc nha, gia đình nha.
chúc mừng hạnh phúc của anh ơi. Hả? Thấy đó mình như thế mà chúc hạnh phúc đấy. Đi. Chúc quý khách ngon miệng nhé. Nó bị đồ chỗ nào nó hớt gì không?